Sáng nay, quận Quỳnh Sơn phối hợp với Sở Công Thương thành phố đưa vào hoạt động hai điểm bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu mua hàng thiết yếu của người dân trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ngay từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại hai điểm bán hàng lưu động tại khu vực công viên đường Nguyễn Ba Lân, đối diện cổng chính chợ Bắc Mỹ An, phường Mỹ An và khu vực nhà văn hóa Khái Tây, đường Mai Đăng Chương, phường Hòa Quý. Đây là hai địa điểm mà Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng đã đi thực tế khảo sát và thống nhất lựa chọn triển khai. Ý thức với công tác phòng chống dịch, người dân đã tuân thủ các điều kiện chống dịch, đo thân nhiệt, kiểm soát người đi chợ có thẻ QR code, vệ sinh môi trường, quy trình đi chợ một chiều. Chợ cô mua đây có 90 ngàn, đây có 300 ngàn bọt cho mấy. Nó rất rẻ. Cho nên là cô thấy tổ chức nhà nước mình tổ chức như đây là cô thấy quá tốt cho người dân. Coi như là nói chung là dân bọn cô là đồng lòng đấy. Thế là cô nói từ từ mua, chứ đừng có nâu nắm gì hết. Từ từ cô mua ở đây, cô từ từ rón rồi, hồi 5 giờ rón lên trời cô mua được này, thịt rất ngon con. Các điểm bán hàng bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay, đến khi các chợ trên địa bàn quận hoạt động trở lại. Thời gian bán từ 6 giờ đến 10 giờ hàng ngày. Đơn vị cung ứng đảm bảo cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, rau củ quả, thịt cá, thực phẩm tươi sống, giá cả bình ổn, tạo điều kiện cho người dân mua sắm.